Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Cận cảnh Hell Rainbow phiên bản 2020 trong mô tô CB. Các sản phẩm của Hell dầu trang bị trong các chế độ đặc biệt, nhất là mô tô CB, được rất nhiều anh em Mercedes quan tâm bởi nó đặc biệt hơn các bản thương mại, cao cấp hơn và rất hiếm hàng. Diện mạo mới của phiên bản Rainbow dành cho mô tô CB năm 2020 là vô cùng đặc biệt. Về mặt diện mạo bên ngoài được trang bị rất nhiều khía cạnh hơn, và các trang bị công nghệ mà MotoGP hướng tới chủ yếu là phải nhẹ, tối ưu được cái tính khí động học để lấy được cái tốc độ tốt nhất cho chiếc xe. Chính vì thế mình nghĩ các chi tiết rảnh này sẽ cho gió đi lùa qua và cái phần nào cho nó giảm nhiệt tốt hơn con heo dầu. Các trang bị trên cái chiếc xe MotoGP thì vô cùng cao cấp để đáp ứng được các kỹ thuật khắc nghiệt nhất, nằm ở chỗ là hỗ trợ tối đa cho vận động viên, nên các chi tiết bên trong chắc chắn phải chịu nhiệt rất cao. Cái góc cạnh giúp chiếc xe này không chỉ có cái phần nhỏ mà thôi, cái quan trọng nhất vẫn là cái cản bởi gió. Xung quanh cái dòng heo này mình cũng không có quá nhiều thông tin, nên chỉ dựa vào diện mạo bên ngoài để đưa ra những cảm nhận riêng. Sản phẩm này chỉ áp dụng cho cái MotoGP nên chưa bán thị trường thương mại hiện nay. Quay 110 dọn cuốn hút với ánh hào quang nơi dàn chân đến từ tay cơ Việt. Các chiếc quay 110 là mẫu xe phổ thông của nhà Honda sản xuất rất lâu. Từ những biker thích những dòng như quay rim và vẫn cố tình tìm ra những cái dòng xe này để dọn lại cho ấn tượng hơn. Dẫn chứng là cái chiếc quay được chuẩn bị dưới đây. Một trăm màu xe test đầy sang chảnh, kết hợp bộ tem Subgraphics, phong cách của Indo đi cùng với những món đồ chơi kiện được ghép thành xe một cách mượt mà hợp lý, mang lại hiệu năng tự thụ cho xe cưng. Đơn giản ta thắng CIC tích hợp chống gãy đi cùng cái nắp chụp bình dọc Rainbow. Hai đĩa tay lái được thay thế bằng bao tay đồng đồ kết hợp cùng với cụ chẹp CIC. Không phải là mẫu xe thi một độ, nhưng chúng ta thấy những dòng chờ lực được ghép thành xe nhỏ nhỏ không có gì là quá ngạc nhiên, bởi nó là hướng kiện chủ yếu. Và ở đây trợ lực cổ Hodin đi cùng cái trợ lực sườn Camaro. Việc trang bị tới hai cái mẫu trợ lực sẽ giúp chiếc xe ổn định tải hơn khi chạy độ cao. Đồng hồ zin được thay thế bằng đồng hồ Casio ASN, chất cái bật đẹp. Việc trang bị mẫu đồng hồ này sẽ tạo ra cái sự phấn khích cho người lái quan sát đồng hồ bật cái sự hiện đại của nó mang lại, với cái nền LCD hiển thị các chức năng như báo nhiệt độ, volt, vận tốc. Càng chân mỏng manh đầy cực cảm, nhìn nhôm bài xài siêu cứng. Bên cạnh đó là sự kết hợp lung linh với gam màu sắc vàng tỏa sáng, chi chuyển bởi cam vàng chân đen. Hệ thống phanh có những thay đổi nhẹ nhàng, đĩa gà phơ được cố định bằng ốc titan. Các giảm hút sau Race Boy cần nhúng tìm ái hơn, cũng như tăng thêm độ cứng cấp cho xe, chứ là son cam màu đỏ khá thơ bật. Nét đẹp đơn giản của mẫu xe phổ thông huyền thoại đến từ biker phố núi. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Để kế tiếp nhớ like và subscribe.